bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hiện tại thì mình mới đi giao đồ xong các bạn. Hôm nay thì mình giao mấy cái đơn chiều hôm qua mình chốt các bạn. Thì trong cái video của ngày hôm nay thì mình muốn nói về cái việc mà giao hàng trong mùa dịch này á. Tại vì hiện tại thì dịch bệnh cũng như là chỉ thị 16 gì đó thì người ta đề ra đồ rất là nghiêm khắc luôn. Tại ở tỉnh Trà Vinh của mình thì các bạn đã thấy đường đi nó cũng vắng hơn mọi khi. Các cửa hàng đồ thì đóng cửa hết, hầu như là khoảng 98% các bạn. Chỉ có mấy cái là tiệm thuốc với lại những tiệm bách hóa xanh rồi đồ ăn, chỗ bán đồ ăn lương thực thực phẩm rồi đó thì người ta còn bán thôi. Ngoài ra thì những cái cửa tiệm khác thì đều đóng cửa hết. Thì đối với mình mà cái việc mà mình gửi hàng cho các bạn ở xa sẽ ngưng gửi đơn từ ngày hôm nay cho đến ngày 2 tháng 8 nha các bạn. Thì nói ngưng thì không hẳn là mình sẽ không nhận đơn luôn. Mình vẫn nhận đơn, các bạn có thể đặt hàng trước. Mình sẽ lên đơn trước cho các bạn. Rồi đến ngày 2 tháng 8 mình thấy ok, thấy ổn áp thì mình sẽ gửi cho các bạn nha. Đó, chứ trong thời gian hiện tại mình nếu như mà mình gửi thì vẫn ok. Nhưng mà có nhiều khu vực nó bị cách ly các bạn. Rồi mình gửi nhiều khi hàng đến các bạn nhận không có được. Rồi hàng về rồi nhiều khi mình cũng bị mất phí đó các bạn. Cho nên là mình sẽ tạm ngưng gửi cho các bạn ở xa đến ngày 2 tháng 8 nha. Và các bạn có thể gọi là lên đơn trước. Cách liền mất vô cái trang fanpage của mình đó. Mình sẽ lên đơn trước cho các bạn. Rồi đến ngày 2 tháng 8 mình sẽ gửi đi. Và những bạn ở trong cái khu vực mà thành phố Trà Vinh đồ á thì mình chạy xe gửi được thì mình sẽ gửi tận nhà cho các bạn luôn. Đảm bảo an toàn cho các bạn luôn nha. Thời gian hiện tại mà mình gửi thì nó cũng rất là hồi hộp các bạn. Khi gửi đến các bạn không nhận hàng được rồi hàng hoàn về rồi mình phải tốn cái phí tốn cái phí mà gửi hàng về nữa các bạn. Cho nên là cũng có cho mình. Còn các bạn nào mà đặt hàng ở trên Shopee rồi đó thì các bạn có thể đặt hàng thoải mái. Thì nếu như mà các bạn đặt trên Shopee mà các bạn thấy cái khu vực của các bạn mà căng quá hoặc là cách ly hoặc là ship, nói chung là mà các bạn thấy khu vực của các bạn mà shipper vào gửi không có được á thì tốt nhất là các bạn đừng có đặt hàng luôn. Tại vì các bạn đặt thì mình vẫn gửi xe nó vẫn đi á, nhưng mà tới cái chỗ của các bạn shipper nó không giao được thì hàng cũng hoàn về thôi. Đấy, mất thời gian cũng như là mất cái công sức mình hối hàng rồi đó thì cũng tội cho mình. Cho nên là những bạn nào ở trong cái khu vực mà khó khăn quá thì các bạn tốt nhất là các bạn đừng đặt hàng. Đó, chờ nó giãn một tí hoặc là nó qua cái cách ly rồi á thì các bạn đặt lại thì nó sẽ ok hơn nha. Và các bạn nào mà đặt hàng ở trên web bên mình á thì các bạn cứ đặt bình thường nha. Rồi mình cũng chốt đơn bình thường như thế, nhưng mà mình để cho đến ngày 2 tháng 8 nó hết cái chỉ thị 16 các bạn, rồi mình sẽ bắt đầu gửi hàng lại cho các bạn bình thường. Đó, giống như là nghỉ Tết vậy thôi. Tết thì cũng vậy, những ngày mà nghỉ Tết mùng 1, mùng 2, mùng 3 đó xe nó không có đi các bạn. Thì mình cũng bảo các bạn là lên đơn trước rồi qua Tết mình gửi. Thì hiện tại dịch bệnh thì cũng giống như là nghỉ Tết vậy các bạn. Đấy. Cho nên là các bạn cần mua thêm thức ăn gì đó thì có thể là đặt trước nha. Mình xin lên đơn. Và những bạn mà đặt hàng bên mình mà mình gửi trong mấy hôm trước á thì nếu như mà hàng nó cứ đến muộn thì các bạn cũng thông cảm giúp mình. Tại vì nhiều khi các bạn hiện tại dịch bệnh thì đặc biệt là những cái kho mà ở Hồ Chí Minh rồi đó thì nó sẽ bị kẹt lại hàng khá là nhiều. Cho nên là các bạn đặt hàng mà khi mà hàng đến muộn thì các bạn cũng thông cảm giúp mình nha. Mình thì mình luôn luôn là gửi hàng đúng cái thời gian mà mình hứa với các bạn. Nhưng mà hàng đến thì nhiều khi nó cũng chậm do dịch bệnh các thứ các kiểu nên là cũng khó khăn, các bạn cũng thông cảm giúp mình. Thì có nhiều bạn đặt hàng ở tận Hà Nội đó thì mình cũng có gửi đầy đủ hết rồi nhưng mà xe đó chưa tới kịp á, các bạn chịu khó chờ thêm một hai hôm để giúp mình để cho xe nó sắp xếp nó gửi đến chỗ vị trí của các bạn rồi shipper sắp xếp giao tận nhà cho các bạn nha. Rồi mà còn về chuột rồi đó các bạn thì hiện tại là nói chung là mình ngưng luôn. Có bạn nào mà ở vòng vòng thành phố Trà Vinh của mình á, mình đi gửi được thì mình gửi thôi. Còn những bạn mà ở dưới huyện của đó mình cũng không có dám đi luôn. Đó, chờ qua chỉ thị 16 đi. Còn mình sẽ sắp xếp giao hàng lại cho các bạn nha. Đấy, các bạn nào mà cần mua chuột mà ở riêng ở trong thành phố Trà Vinh đó nha thì có thể ghé qua nhà mình lấy luôn.
ở chuột hiện tại thì mình còn sóc với lại phần chanh đó, rồi chắc có khoảng vài hôm nữa thì nó sẽ có đợt bồi sữa hoặc là trắng sọc gì đó, thì có gì mình sẽ cập nhật sau. Hiện tại thì khu vực Trà Vinh của mình thì nói chung là chỉ thị 16 thì tất cả đều đóng cửa hết các bạn đó, không có làm ăn gì được hết, và mình thì cũng bán hàng online thì cũng chắc chắn là cũng bị ảnh hưởng ít nhiều nha các bạn. Mình thì hôm giờ nó bị ảnh hưởng cũng 1 đến 2 đơn rồi đó, 1 đến 2 đơn bị hoàn về do dịch bệnh, khu vực không có giao hàng được. Thì các bạn lưu ý là những bạn nào mà ở khu vực mà shipper không giao được á, tại vì mình là không có biết rõ chỗ các bạn, cho nên là mình sẽ không có tư vấn kỹ được các bạn là chỗ các bạn là giao được chính xác 100% hay là không đấy. Cho nên là bạn ở khu vực đó thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Thì có gì á, nếu như một chỗ của bạn khó khăn quá không có giao được thì các bạn đừng có đặt hàng là tốt nhất. Và chỗ của bạn mà chỉ giãn cách mà gọi là chỉ thị 16 nhưng mà các bạn thấy những cái anh shipper giao hàng, chạy xe giao hàng được á, thì các bạn cứ đặt đó. Có gì thì các bạn cứ trao đổi trước với mình nha. Những bạn đặt hàng trên Shopee á, và những bạn mà ở trên Facebook rồi Zalo rồi trang cá nhân của mình hoặc là trên web thì các bạn có thể đặt hàng trước, và ngày 2 tháng 8 thì mình sẽ sắp tiếp ship để mà giao hàng cho các bạn nha. Rồi, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha các bạn. Hôm nay mình mới đi giao mấy cái đơn hôm qua, tại vì mấy cái đơn hôm qua mình đã hứa với khách rồi, mình phải hoàn thành luôn đấy, cho xong những cái đơn cũ đi. Rồi mình coi ổn của mình 2 tháng 8 mình gửi tiếp cho các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.